Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa vừa có văn bản đề nghị các đơn vị theo sát yêu cầu giảm phí BOT mà chính phủ đã đề ra. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo vụ kế hoạch đầu tư khẩn trương phân bổ và giao vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2017 cho các chủ đầu tư ban quản lý dự án ngay khi có quyết định giao vốn. Đồng thời tham mưu Bộ Giao thông Vận tải thành lập đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắt, thúc đẩy tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển, Cục Kế hoạch Đầu tư tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo rà soát, điều chỉnh vốn ODI từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng thực hiện và điều chuyển vốn. Vụ đối tác công tư tiếp tục hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam để báo cáo xin ý kiến ban chấp hành Trung ương 6 sắp tới. Đồng thời, vụ đối tác công tư phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính tiếp tục rà soát có giải pháp giảm phí tại một số trạm thu phí BOT trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng.